Ok, chào bạn, thì là cá chủ đề video. Trong clip này mình sẽ gọi là đi chân tay và phù hợp nhanh cho bạn xem hai cái mẫu điện thoại mới của nhà Xiaomi, đó là con Redmi Note 10 5G và con Redmi Note 10S. Rồi thì bây giờ mình sẽ đập hộp con Redmi Note 10 5G trước đi ha. Thì mình thấy là về cái hộp thì nó vẫn không khác biệt nhiều đó, như thế này rồi thôi. Rồi vào việc ngay một luôn cho nó gọn ha, đó, cho nó vuông. Đây, máy của mình thì nó sẽ là màu xám đen. Phụ kiện mình sẽ có cái gì đây, mình sẽ mở luôn ha. Đây, mở ra. Rồi, trong đây thì bạn sẽ có gì? Một con chụp SIM, một số sách hướng dẫn và một cái ốc silicon. Cái này rất là cơ bản rồi ha. Và mình sẽ có là một cái sẽ cắp sạc đó, USB-C. Và một cái củ sạc với cái công suất là bao nhiêu đây? Công suất là 22.5W. Đó là phụ kiện thì kèm theo cho con Redmi Note 10 5G. Rồi, ok. Thì quay trở lại với chiếc máy đây ha. Máy mình đây, màu đen. Mình sẽ mở ra bạn xem luôn. Đó. Đâu rồi? Đó, buông ra. Đây. Hiện tại mình đang có mặt trong một cái buổi offline nho nhỏ của nhà Xiaomi ha, để mời mời các anh chị media cũng như là các review họ đến họ trên tay một trải nghiệm nhanh. Đây, đây là con Redmi Note 10 5G mà có logo 5G thấy không? Đây, còn đây là cái con Redmi Note 10 của mình. Rồi ha. Đây. Thì mình sẽ đặt cạnh lên cho bạn tiện dễ hình dung và so sánh nó như thế nào về ngoài ngoại hình. Thì trên con Redmi Note 10 này á, thì cái mặt lưng này thấy không, nó là dạng như là dạng nhựa trong bóng ha. Còn trên con này thì nó dạng nhám nè. Ở cầm thì mình thấy là nó cũng sẽ hạn chế bám vân tay ok hơn so với lại cái phiên bản mà không có 5G. Rồi ok. Và mình thấy là về cái phần cụm camera sau á, thì hãng cũng đã thiết kế lại nó khác chút xíu nè, mình thấy không. Đó, thì trên cái cụm cam chính thì nó có như đường ngổ tiết đây, còn trên phiên bản mà 5G á thì cái ngổ tiết nó sẽ len xuống luôn. Đó, và nó được rút gọn lại là chỉ còn có 3 cam thôi chứ còn là 4 cam như là trên phiên bản thường nữa. Đấy, ok ha, vẫn đẹp flash. Rồi, đây là phần cạnh trái thì mình thấy là nó vẫn sẽ có cái khu vực khe SIM cũng như thẻ nhớ. Nhưng mà cái phần khung viền này á, thì nó làm dạng nhám luôn nha chứ không còn làm dạng bóng. Đây là phần cạnh dưới thì mình thấy là phiên bản mà Redmi Note 10 5G này á, cái jack 3.5 á, mình thấy ở bên dưới nè, trên phiên bản không có 5G á, bây giờ nó giật giờ lên phía trên. Và chúng ta sẽ có những cái mắt hồng ngoại ở đây ha. Rồi nó có cổng C, loa ngoài. Đây ở dưới cũng có loa ngoài luôn, lại tương tự ha. Còn đây là cái phần cạnh phải thì vẫn vậy thôi, mình sẽ có nút nguồn kêu luôn là cái vân tay một chạm và cái vị trí nút là giảm lượng. Đó, đó là về cơ bản của phiên bản mà Redmi Note 10 5G. Rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái phần hiển thị. À, máy này chưa mở nguồn các bạn. Đây, mở nguồn lên cho mình xem luôn. Thì đây là cái màn hình trên cái chiếc Redmi Note 10 5G ha. Vẫn thấy là nó vẫn sẽ có thước là 6.5 inch. Và nó sẽ có cái mức tần số quét là 90Hz. À, tuy nhiên thì cái màn hình trên cái con này thì mình thấy là cái độ sáng của nó thì nó cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Chứ cũng không quá gọi là cao, độ sáng chỉ khoảng là 400 nits. Cho nên là khi mình ngồi ngoài trời như này thì cái việc hiển thị của nó thì cũng còn hơi bị hạn chế chút xíu. Đấy, còn mọi thứ thì nó vẫn tương tự như là trên phiên bản Note 10 không có 5G thôi. Đấy, đó về cái phần màn hình. Tiếp theo là về cái phần cấu hình đó, thì phiên bản Note 10 5G này thì nó được chạy con chip là Dimensity 700 và sẽ có hai cái chọn là RAM 4GB và RAM 8GB và đều có chung một cái ổ nhớ là 128GB ha. Rồi, ok. Về cái phần camera thì hãng cũng đã thiết chế lại, bây giờ nó chỉ còn là một cam chính là 48 chấm và hai cam chính còn lại đều là 2 chấm để mà chụp macro cũng như là chụp sóng phong. Nó không có giống như là trên phiên bản mà Note 10 mà không có 5G. Và pin con này thì vẫn sẽ là 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 22.5W. Đó là những cái cơ bản về con Note 10 5G. Thì nói chung á, cái con này á, cái điểm nhấn của nó vẫn là về cái phần 5G thôi. Giá tốt để bạn có thể mình gọi là mình chỉ cần 5G nó sẽ tốt hơn, nhanh hơn. Đó là về cái phần Redmi Note 5G ha. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ nói về con Redmi Note 10S đi. Thì đây là có thể là xem là phiên bản rút gọn của con Redmi Note 10 Pro các bạn. Rút gọn, rồi mở luôn. Đó, đây máy của mình đây, Redmi Note 10S ha. Rồi phụ kiện thì có cái gì? Phụ kiện thì có cái gì đây? Trời ơi, tay tôi trơn quá, không lấy ra được. Đây. À, đây rồi ha, mình vẫn sẽ có cái quả chụp SIM, vẫn sẽ có là một cái ốc silicon và một cái cục sạc hơi to một tí. Thì cục sạc của con này á, sẽ lên tới là 33W các bạn ha. Đây, 33W luôn. Xong, đó là phụ kiện con Redmi Note 10S. Ok, đó. Nó đây, mặt lưng thì mình thấy là nó làm dạng bóng nha.
Và cần thấy là cái cụm camera nếu mà so lại con Redmi Note 10 không có 5G đây, thấy không? Thì nó chỉ khác biệt là cái cụm camera chính các bạn. Thì trên con 10S này thì nó làm bóng hơn thôi, còn con Redmi Note 10 mà không có 5G này thì nó lại bị hơi bị chìm xuống. Nó còn một thứ điện như nhau cả, thấy không nè. Về một ngoại hình nó thì như nhau, không có khác biệt hết, nó từ các cổng kết nối cho đến nơi cắm sim, để nhớ đây, mọi thứ là tương tự nhau hết, không có khác biệt gì. Rồi bây giờ mình mở nguồn con này luôn nha. Rồi mở nguồn lên. Rồi đây là cái màn hình trên cái con Redmi Note 10S ha. Thì một số những điểm khác biệt so với phiên bản mà Note 10 Pro á là gì? Là cái con này á là nó sẽ không có một cái màn hình tần số quét cao. Thứ hai là về thiết kế á, là cái mặt lưng con này á, nó là mặt lưng nhựa ha, chứ không phải là mặt lưng kính. Nhưng mà trên con Redmi Note 5G này á, 15G này á, thì là mặt lưng kính. Rồi tiếp theo nữa là cái con máy này á, con 10S này á, thì nó được trang bị là con chip xử lý là MediaTek Helio G95 và nó sẽ có điện thoại RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB và pin của nó vẫn sẽ là 5000mAh. Và cái camera chính của nó thì nó vẫn sẽ được thiết kế lại ha, nó vẫn là cam 64 chấm là cái cam chính nè, và cũng cam 8 chấm để mà chụp siêu rộng nhỉ. Và đây là cái cam 2 chấm và cũng là cam 2 chấm luôn để mà chụp macro cũng như là chụp tele sát phong. Còn cái cam trước á, thì nó sẽ là 13 chấm, còn trong phiên bản mà Redmi Note 10 5G này á, thì nó sẽ có cụm cam trước sẽ là 8 chấm. Mà đặc biệt á, là trên phiên bản mà Redmi Note 10S này á, thì được cài đặt sẵn là MIUI 12.5.1 nè. Đó. Còn trên phiên bản mà Note 10 5G này hiện tại thì mình thấy là nó vẫn chưa có ha, nó vẫn mới báo là có 12.0.8 thôi. Rồi, ok. Đấy, thì đó là hai phiên bản ha, Redmi Note 10 5G và con Redmi Note 10S. Thì về cái giá bán á, thì phiên bản mà Redmi Note 10 5G này nó sẽ có mức giá bán là 5.290.000 cho phiên bản là 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Còn phiên bản mà RAM 8GB á và 128GB á thì nó sẽ được bán độc quyền trên cái hệ thống của Thế Di Động ha. Đặc biệt thì mình nghe bảo là sẽ có một cái ưu đãi giảm là 400.000 cùng với một hỗ trợ trả góp 1% cho phiên bản mà 5G diễn ra từ ngày 28 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5. Còn phiên bản mà Note 10S này á, sẽ được bán một phiên bản thôi, đó là RAM 8GB và bộ nhớ 8, mức giá của nó sẽ là 6.490.000 luôn. Đấy, và nó sẽ được có một cái ưu đãi giảm là 500.000 hỗ trợ trả góp là 0% cho phiên bản này, áp dụng từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5. Cái đó là về những cái cơ bản mình muốn chia sẻ cho bạn ngày hôm nay với hai chiếc máy mới của nhà Xiaomi, đó là con Redmi Note 10 5G và phiên bản Redmi Note 10S. Thì bạn có sao về hai cái chiếc máy này thì bạn nhiệt comment bên dưới nha. Thì khi nào mình mượn được cái chiếc máy lâu hơn thì mình sẽ chia sẻ cho bạn nhiều hơn và kỹ hơn cho sắp tới. Rồi, chào bạn.